Các bạn muốn video của mình mở đầu như thế này. Hay như thế này. Hay đơn giản chỉ là thế này. Cho dù các bạn là YouTuber triệu view, hay là YouTuber trăm view, hay thậm chí các bạn chỉ là một YouTuber một view, thì các bạn cũng nên có một cái video mở đầu thật là ấn tượng, thật là lung linh, thật là lộng lẫy để gửi đến người dùng khi họ nhấp vào video của chúng ta. Chính vì vậy mà hôm nay Thế Tâm đã làm cái video này để hướng dẫn cho tất cả các bạn mới làm YouTube biết cách làm video mở đầu, video giới thiệu thật là hoành tráng, thật là êm đềm theo từng sở thích của mỗi người. Với cái cách làm này rất là đơn giản, chúng ta sẽ thao tác ngay trên chính điện thoại di động của các bạn. Nào, bây giờ các bạn hãy cùng cầm điện thoại lên, theo dõi thật kỹ và làm theo Thế Tâm nhé. Xin mời. Ở bước đầu tiên, các bạn tiến hành mở phần mềm KaiSmarter lên. Nếu các bạn nào chưa biết cách cài đặt và tải phần mềm này thì các bạn hãy xem video hướng dẫn tải và chỉnh sửa cơ bản của Thế Tâm. Để các bạn sử dụng không có cái logo của nhà phát hành, chứ nếu các bạn tải trong CH Play thì sẽ có cái logo chữ của nhà phát hành. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu mở lên. Tiếp tục chúng ta chọn ở giữa. Các bạn chọn 16:9. Ok, và đây là giao diện làm việc của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ có hai cách để làm video mở đầu. Cái cách thứ nhất là các bạn sẽ làm hình với chữ. Cái cách này đối với những bạn nào mà thích đơn sơ, giản dị đó, các bạn nhấp vào phương tiện nè. Các bạn có thể chọn một tấm hình nền màu nào bất kỳ cũng được. Ví dụ Thế Tâm chọn một cái tấm hình của Thế Tâm đi. Đó. Ok. Đó, chúng ta sẽ có một tấm hình như thế này. Đó, và sau khi các bạn có một cái tấm hình như thế này, các bạn muốn nó to hay nhỏ thì các bạn nhấp vào tấm hình nè. Chúng ta sẽ nhấp vào đây. Đó, nếu như các bạn muốn cái tấm hình này nó to hay nhỏ thì các bạn cứ việc đánh dấu vào cả hai gạch nè. Xong chúng ta dùng hai ngón tay để chúng ta kéo cái hình to và nhỏ nè. Đó, các bạn hãy kéo tùy ý mình. Đó, ví dụ Tâm kéo nhỏ vậy đi. Ok. Và thường thì cái video mở đầu các bạn làm từ 5 giây tới 10 giây thôi. Chúng ta không nên làm quá nhiều. Đó, các bạn nhấp vào tấm hình nè. Ví dụ các bạn muốn bao nhiêu giây, các bạn kéo cho cái thời lượng nó ra bao nhiêu nè. Đó. Đó, ví dụ Tâm cho nó 8 giây đi. Và tiếp theo chúng ta sẽ thêm hiệu ứng chữ vào. Các bạn có hai cách để thêm hiệu ứng chữ. Cách thứ nhất là chúng ta nhấp vào chữ lớp nè. Và các bạn nhấp vào chữ T nè. Đó, để chúng ta thêm văn bản. Còn cách thứ hai là các bạn nhấp vào video nè. Các bạn chọn các đồ họa, clip. Với cái cách này thì nó sẽ bao gồm là hiệu ứng chung với chữ với hình của chúng ta luôn. Còn với cái cách hồi nãy thì các bạn sẽ ghi cái chữ riêng và chúng ta làm hiệu ứng riêng về chữ thôi. Đó, bây giờ Thế Tâm ví dụ nhấp vào một cái hiệu ứng nè. Các bạn chọn một cái hiệu ứng bất kỳ nè. Đó, chúng ta sẽ đánh văn bản vào đây. Ví dụ Thế Tâm đánh là Thế Tâm đi. Xong rồi nhấp vào chữ A để chúng ta thay cái phông chữ cho đẹp. Đó, ok. Đó, các bạn có thể chọn từng hiệu ứng để nó xem cái chữ nó hiển thị như thế nào. Đây là hiệu ứng nó chạy hai dòng chữ nè, các bạn có thể ghi thêm ở dưới này một dòng nữa. Đó, ví dụ Thế Tâm ghi là YouTube, ok. Đó. Các bạn có thể nhấp vào đây để chúng ta chọn màu cho nó nè. Ví dụ Thế Tâm chọn màu xanh lá cây, ok. Đó. Thế Tâm YouTube. Đó, đây là những hiệu ứng có sẵn nó kèm với tấm hình của chúng ta luôn. Đó, nếu các bạn không chọn hiệu ứng này thì chúng ta chọn hiệu ứng ở dưới này. Đó, ta nhấp vào đây. Đó, hiệu ứng này cũng khá là đẹp, các bạn thấy không? Đó, chỉ cần chúng ta ghi chữ vào và chúng ta chọn từng hiệu ứng thì các bạn sẽ thấy cái hiệu ứng nào hợp với mình thì các bạn ok. Rất là nhiều hiệu ứng. Đó, đây là một hiệu ứng đóng sân khấu lại nè. Đó, cũng khá là hay. Đó, như thế này. Đó, cái này là mở sân khấu, còn trên này là đóng sân khấu. Đó, khá là hay.
Đó, đối với những bạn nào mà thích đơn giản không cầu kỳ thì chúng ta chọn những hiệu ứng này. Đó, hiệu ứng xe lửa nè các bạn thấy không? Chiếc xe lửa chạy qua nè. Cũng khá là hay. Thì với hiệu ứng này các bạn thêm tiếng xe lửa vào là rất là ok. Đó. Đó, đối với những bạn nào mà chúng ta muốn đơn giản nhẹ nhàng thì các bạn cứ chọn như vậy là ok. Và bây giờ là cách thứ hai, chúng ta muốn làm video mở đầu bằng video 3D giống như ở đầu video của Thế Tâm thì các bạn cần tải về một cái video 3D đúng với sở thích của mình. Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta tải video 3D miễn phí. Các bạn truy cập vào trình duyệt Google Chrome nè. Các bạn nhấp vào. Xong các bạn nhập địa chỉ ở trên này cho Thế Tâm là các bạn ghi là top free intro.com. Đó, các bạn ghi đúng y như vậy, các bạn ok. Đó, nó sẽ ra một cái trang web như thế này. Bước tiếp theo các bạn nhấp vào ba chấm nè. Các bạn bấm trang web cho máy tính. Ok, và việc bây giờ của các bạn là các bạn cứ tìm một cái video nào các bạn thích, các bạn tải về. Ở đây nó hoàn toàn là miễn phí. Rất là nhiều video mở đầu rất là hay. Những video của Thế Tâm làm mà Thế Tâm cũng tải ở đây thôi. Đó, các bạn có thể nhấp vào xem thử. Đó, các bạn kéo xuống nè. Đó, các bạn nhấp vào play để chúng ta xem thử video như thế nào. Đó, ví dụ các bạn cảm thấy video này ok, các bạn nhấp vào phần download nè. Đó, xong các bạn kéo xuống. Đó, các bạn kéo xuống, các bạn nhấp vào chữ tải xuống nè, còn nhấp vào đây. Đó, và tập tin của chúng ta nó đang tải xuống nè. Đó, các bạn thấy không? Đây là 26MB nè, nó đang tải xuống nè. Và sau khi nó tải về xong thì các bạn nhấp vào. Đó, và nó sẽ hỏi chúng ta giải nén đến tập tin nào, các bạn nhấp vào phần bên đây nè. Đó, các bạn chọn tiếp vào đây. Đó, bây giờ các bạn muốn cái video của mình nó nằm ở thư mục nào, các bạn cứ chọn. Để khi các bạn vào phần mềm chỉnh sửa, các bạn nhớ cái thư mục đó, các bạn chọn video là ok. Nó bây giờ Thế Tâm chọn là ở video hướng dẫn nè, bấm chữ giải nén nè. Xong, thế là ok, chúng ta đã tải xong video. Đó, thì sau khi các bạn có được một cái video 3D đúng với sở thích của mình, thì bây giờ các bạn cứ cho vào đây, và nhấp vào phương tiện nè, chọn video hướng dẫn nè. Đó, và đây là video lúc nãy Thế Tâm mới tải nè. Bây giờ Thế Tâm không chọn cái video này, Thế Tâm chọn cái video khác để hướng dẫn cho các bạn hiểu hơn. Đó, Thế Tâm chọn cái video 3D này đi. Ok. Thì những cái video mà Thế Tâm hướng dẫn các bạn tải trên trang web đó thì nó đều có âm thanh hết. Cho nên các bạn không cần phải đi tìm âm thanh nữa. Đó. Bây giờ Thế Tâm bắt đầu với cái video này nè. Đó. Đó thì tùy theo cái video mà chúng ta sẽ cho hiệu ứng chữ nó xuất hiện khác nhau. Đó, ví dụ video này. Ok. Đó thì ngay cái chỗ lộn xộn này, chúng ta sẽ cho chữ nó bung ra. Giờ các bạn nhấp vào chữ lớp nè. Và nhấp vào văn bản nè. Đó, các bạn muốn hiển thị chữ gì thì các bạn ghi chữ đó thôi. Ok. Đó, chúng ta kéo bự ra nè. Đó, các bạn muốn cái chữ nó hiển thị như thế nào, các bạn cứ ghi như vậy là ok. Và chúng ta sẽ chọn màu cho nó phù hợp với cái video. Ví dụ cái video này là màu đỏ thì chúng ta chọn màu đỏ nè. Ok. Nó còn cái phần màu viền là bóng đổ nè. Chúng ta chọn màu trắng cho nó sáng sủa. Rồi như vậy đi, các bạn ok. Rồi chúng ta xem lại. Đó. Thì các bạn muốn cái chữ xuất hiện ở thời điểm nào thì các bạn cứ nhấp, cứ di dời cái chữ cho nó đúng thời điểm là ok. Thì chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ nè, chúng ta thêm hiệu ứng vào. Đó, nếu các bạn muốn hiệu ứng ở đoạn đầu cái chữ xuất hiện thì các bạn chọn là trong hoặc ảnh nè. Rồi chúng ta chọn từng hiệu ứng. Đó, mờ dần. Nó hiển thị như thế này. Đó, nó cũng có thể như thế này. Đó, các bạn có thể kéo thử xem nó xuất hiện như thế nào là hợp lý. Đó, rất là nhiều hiệu ứng, các bạn chọn làm sao cho nó phù hợp với cái video là ok. Còn cái phần ở dưới này chúng ta có thể làm cho nó nhanh hoặc chậm nè. Đó, các bạn muốn nó xuất hiện nhanh hoặc chậm các bạn có thể kéo. Đó, ví dụ như ok. Chúng ta xem lại thử. Đó.
nghe không, làm cái đùng đó là chữ nổi lên liền đó. Ví dụ như cái khối đỏ này nó vừa tan xong, chúng ta muốn cái chữ nó có một cái hiệu ứng gì đó, thì các bạn nhấp vào cái chữ, chúng ta sẽ cắt cái chữ đó, các bạn nhấp vào cái kéo nè, cắt ngay đây đó. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cái phần sau của cái chữ này đó. Hồi nãy chúng ta chọn cái hiệu ứng là từ nhỏ thành to cho cái đoạn chữ này, bây giờ chúng ta cắt ra làm hai thì cái đoạn chữ phía sau này nó cũng sẽ còn hiệu ứng to nhỏ. Các bạn nhấp vào trong hoạt ảnh nè đó, để chúng ta tắt cái to nhỏ này đi. Ok, đó, hồi nãy ở khúc đầu là chúng ta chọn hiệu ứng ở đầu cái chữ, bây giờ cái khúc sau này chúng ta sẽ chọn là hiệu ứng ở toàn bộ cái chữ luôn. Các bạn nhấp vào hoạt ảnh tổng thể nè đó, chúng ta có thể xem từng hiệu ứng đó, rất là nhiều hiệu ứng, các bạn có thể chọn cho nó một cái hiệu ứng như thế này đó. Ví dụ cái tâm chọn cái hiệu ứng vòi phun này đi. Ok đó, chúng ta sẽ kéo về từ đầu để chúng ta xem thử nó xuất hiện như thế nào. Đó đó, các bạn có thể chọn từng hiệu ứng rồi chúng ta xem thử coi cái nào nó phù hợp với chúng ta. Ok thôi. Đó, ví dụ như các bạn không muốn cái chữ nó xuất hiện như thế này thì chúng ta bỏ. Các bạn có thể làm hai chữ, hai hiệu ứng riêng biệt với nhau. Ví dụ như các bạn nhấp vào lớp nè, chúng ta chọn văn bản nè đó, các bạn chọn một chữ thôi cũng được, các bạn ghi chữ thế nè, các bạn ok đó, nghĩa là cái này là chúng ta là chữ thế. Tiếp tục các bạn nhấp vào lớp, chúng ta chọn một văn bản nữa, các bạn ghi là chữ tâm đó. Đó, như vậy chúng ta sẽ có hai cái văn bản, chúng ta sẽ có hai cái hiệu ứng nó khác nhau đó, nó tùy cái nhu cầu của mình đó. Chúng ta chọn cái màu viền cho nó là màu đỏ đi đó, ok đó. Các bạn có thể dời lên cái đường theo đúng cái đường của nó nè đó. Đó, khi cái màu này nó chạy tới là cái chữ chúng ta hiện lên đó. Ví dụ như các bạn muốn cái khối màu đỏ nó chạy tới đâu cái chữ xuất hiện thì chúng ta cứ dời cái chữ ngay đó. Rồi chúng ta nhấp vào xem thử coi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn từng hiệu ứng cho từng chữ. Đó, thầy Tâm sẽ chọn cái hiệu ứng trượt như thế này, thầy Tâm chọn chậm nhất luôn đó, để nó xuất hiện như thế này, hai chấm đi. Ok, còn ở đây thầy Tâm sẽ chọn là trượt sang trái đó, chữ kia chúng ta trượt sang phải, chữ này chúng ta trượt sang trái, chọn hai chấm luôn. Ok đó, giờ các bạn xem thử nè đó nha. Bây giờ các bạn cứ đẩy từ từ vô để xem cái chữ nó vừa hiển thị xong tới đâu nè đó. Chúng ta bấm bự ra để chúng ta dễ chỉnh sửa hơn đó. Ví dụ hai cái chữ này nó vừa trượt vô xong, chúng ta sẽ cho nó một cái hiệu ứng khác, chúng ta cắt nó ra, ở dưới này chúng ta cũng cắt nó luôn. Giờ chúng ta sẽ chọn hiệu ứng cho nó chữ tâm nè, giờ chúng ta sẽ tắt cái hiệu ứng lúc nãy đó. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ chọn hiệu ứng đó, chữ tâm này ví dụ như là chọn hiệu ứng này đi, xong chữ thế chúng ta sẽ tắt hiệu ứng cho nó. Ok, chúng ta chọn hiệu ứng đó. Ok, và chúng ta sẽ cùng xem lại đó, thấy không, khá là ok đó. Với cái chữ này chúng ta đã chọn hiệu ứng đầu, hiệu ứng giữa, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái hiệu ứng cuối để nó kết thúc cho nó im đó. Các bạn chọn là hoạt ảnh xóa lớp nè đó, chúng ta chọn cái đoạn cuối cho nó kết thúc như thế nào đó. Ví dụ đoạn cuối là các bạn muốn nó kết thúc như thế này. Ok, chữ tâm là như vậy, bây giờ tới chữ thế, chữ thế chúng ta chọn nó kết thúc như thế nào đây đó. Ok, xong chúng ta xem lại. Đó đó, thì nói chung nó có rất là nhiều cách thức cài đặt hiệu ứng khác nhau, các bạn muốn nó hiển thị như thế nào nó cũng ok hết, có đầy đủ tất cả hết. Thế Tâm chỉ làm sơ bộ cho các bạn hiểu như vậy, còn các bạn làm như thế nào theo ý của các bạn thì tùy vào các bạn nữa đó. Sau khi các bạn ok, các bạn cứ xuất video ra đó. Thì có rất là nhiều bạn thắc mắc là tại sao xuất video lâu quá,
Thì nếu các bạn muốn xuất video nhanh thì ở phần độ phân giải này các bạn chọn càng thấp thì video nó xuất càng nhanh. Đó. Nó ví dụ các bạn chọn thấp nhất là 360 thì nó chất lượng nó sẽ kém, nó xuất rất là nhanh. Còn các bạn chọn Full HD thì tất nhiên là nó sẽ chất lượng cao thì nó sẽ rất là lâu. Còn bên khung hình này cũng vậy. Nếu các bạn chọn cái khung hình càng thấp thì các bạn xuất càng nhanh. Các bạn chọn khung hình càng cao các bạn xuất càng lâu. Thì cái video của chúng ta nó sẽ mượt mà hơn. Đó, cho nên các bạn muốn cái video chất lượng tốt thì các bạn phải xuất lâu. Và cũng còn tùy vào cái máy điện thoại, nếu máy các bạn mạnh thì nó sẽ xuất nhanh, còn nếu máy các bạn yếu thì nó sẽ xuất lâu. Ok. Thế là xong. Vâng, mong rằng với những gì mà Thế Tâm hướng dẫn cho tất cả các bạn sẽ giúp cho tất cả các bạn ta biết cách làm cái video mở đầu, một cái intro thật là ấn tượng gửi đến người dùng khi họ nhấp vào video của chúng ta. Câu nói rất là quen thuộc, đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ, Thế Tâm xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!